hai anh em chạy ra tít đằng xa kia bố xem nào. Đội mũ vào đã này con ơi, chạy lại đây đội mũ đã. Tít đằng xa để làm gì? Để bố thử xem nào, xa thế thì bố có nhìn thấy hai con không? Qua cái máy quay này. Hải Phong đội mũ vào, chạy tít hút ra đằng xa kia nhá. Ok, đi đi. Hải Phong chạy nhanh lên khỏi nắng, chạy tít ra đằng xa để bố quay xem có thấy không nhá. Đâu? Bố chả nhìn thấy. Nào, bây giờ bố quay nhá. Hải Phong ơi, nhìn tươi, tạo dáng. Tạo dáng của anh đấy. Rồi chạy xa nữa đi, đi nữa đi. Hải Phong ơi, khuất quá, bố chả nhìn thấy. Nóng quá. Đúng mãi rồi. Yeah.